vũ tên đàn bỏ đi vô cho em nghe rồi anh. Ok, đập vào phần đàn, đừng có để đàn lại cái bánh kẹo. Rồi thì mình cũng thử thách qua điều tiết đầu tiên của Mỹ Dung luôn. Rồi bên dưới cùng thử thách qua trong đàn bỏ tay để cổ vũ của Mỹ Dung. Rồi anh chị mình hãy có bao nhiêu ủng hộ bao nhiêu để Mỹ Dung đi qua Thái Lan chứng cửa tại airport nha em. Rồi hôm nay là lần thứ 47 của chị Mười nha. Rồi có lần 48 và có lần 49 luôn nha anh chị mình ơi.
Thank you.